các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của minh tú một dự án mà minh tú chọn để khởi đầu năm 2023 xin chào những người bạn thân thương của minh tú một ngày của các bạn thế nào à, khi mà cái tập này đang lên sóng thì các bạn đã đi làm về nhà chưa các bạn đã ăn cơm chưa hay là các bạn đang vừa phải làm việc vừa nấu ăn và vừa nghe những câu chuyện mà minh tú chia sẻ mà cho dù là có đang bận rộn hay thảnh thơi thì Minh Tú cảm thấy rất là biết ơn khi mà các bạn đã chọn uh, nhật ký ban công để lắng nghe cùng với Minh Tú. Đó là một cái điều mà Minh Tú cảm thấy rất là hạnh phúc và một cái động lực để Minh Tú có thể tiếp tục cùng với ekip của mình tiếp tục cái dự án nhật ký ban công lần này. Cái chủ đề ngày hôm nay Minh Tú sẽ chia sẻ đó chính là một chủ đề mà Minh Tú và rất là nhiều bạn trẻ uh, thường hay thắc mắc tìm hiểu và đôi lúc là đắn đo lựa chọn trong cái con đường à, lập thân của chính mình. Đó chính là chủ đề work-life balance cân bằng công việc và cuộc sống. À, và đặc biệt trong tập này Minh Tú mời đến một cái nhân vật. Nhân vật này là một cái nhân vật mà Minh Tú luôn luôn được truyền tải một năng lượng cực kỳ tích cực khi mà xem những cái clip của bạn ấy ở trên các nền tảng mạng xã hội và đặc biệt là tiktok. Uh, cái tên này khi mà được nêu lên thì chắc chắn là trong chúng ta không còn quá xa lạ trong cái thời điểm gần đây bạn ấy uh, rất là thành công và những cái clip của bạn ấy chia sẻ mang đến uh, sự hài hước vui nhộn và đặc biệt minh tú đánh giá rất là cao đó là thông điệp cũng như là cái sự văn minh trong cái cách truyền tải thông điệp của của bạn ấy đó chính là diễn viên tiktoker long Chun <laughs> cảm ơn chị minh tú rất nhiều cảm ơn tất cả các quý vị khán giả của chương trình nhật ký ban công À, mình là Long Chun và ngày hôm nay thực sự à, cảm ơn chị tú rất là nhiều vì đã mời em đến cái dự án nhật ký ban công của chị cũng là một cái dự án mà từ Tết em có theo dõi và em có xem hết tất cả những cái tập mà chị tú đã à, đăng tải lên trên YouTube và tất cả những cái à, điều mà em cảm nhận được ở cái series này á đó chính là chị trong cái series này có thể khai thác được à, những cái câu chuyện của các nhân vật và từ đó đưa ra những cái hướng giải quyết làm thế nào để cho các bạn ý có những cái uh, cái sự chia sẻ và cái sự chia sẻ để có thể lan tỏa bởi vì uh, ở mỗi cái bản thân chúng ta ấy, đều có những câu chuyện mà rất nhiều người ở ngoài kia đang gặp phải và em tin là uh, đơn giản mình chỉ cần chia sẻ câu chuyện của mình ra thôi và chia sẻ cái uh, cách khắc phục những cái hậu quả mà mình đem lại cho những cái sự việc đó thì uh, nhiều người ngoài kia cũng sẽ có những cái cách giải quyết cho cuộc đời họ và cái đó là cái giá trị mà em cảm thấy thích nhất. Hôm nay thì uh, Minh Tú cảm thấy rất là may mắn nhưng cũng không kém phần áp lực mọi người ạ, à. tại vì uh, cái nhân vật này là một nhân vật mà có rất là nhiều trải nghiệm tại vì bạn dấn thân khá là sớm. Bạn uh, cũng từng có nhiều vấp ngã cũng Từng có những cái thử thách trong cuộc sống Và đặc biệt là bạn có chuyên môn à, Được đào tạo bài bản Cho nên ngày hôm nay khi mà ngồi chung với bạn Một một người trẻ hơn Minh Tú Cũng đã có cái dự án podcast Chia sẻ của bản thân của mình Cho nên là chị hơi run nha không, Em nghĩ là không có gì phải run cả Bởi vì bản thân em khi mà quay những số podcast của em Thì cũng như chị vậy à, Mỗi khi mình làm host hay là mình làm Một cái chương trình của mình Thì cái sự áp lực đặt trên cái đôi vai mình nó bị nhiều hơn Và người được hỏi bao giờ cũng đơn giản hơn là người phải đi hỏi. Cho nên ngày hôm nay em sẽ cố gắng cân bằng nhất mọi thứ để cho chị có thể thoải mái nhất. Đó là ngoài việc chị hỏi em ra, em cũng có rất là nhiều câu hỏi dành cho chị. Dạ. Yeah. Ừ. Nhưng mà chị tin chắc rằng cái tập này sẽ là một tập thú vị vì nó sẽ có nhiều cái góc nhìn khác nhau. Yeah. À, đầu tiên thì để xin chị em cho nó gần gũi và chị muốn nó thoải mái nhất. Yeah. À, chị muốn hỏi long là bắt đầu từ uh, sức khỏe đi. Dạ. em dạo gần đây khỏe không công việc như thế nào chị là không lần đầu tiên chị được ngồi gần chung với em gần như vậy mà nói chuyện như vậy thường thường chị coi trên mạng xã hội lúc tiktok là chính chị thấy rất là nhiều những cái clip của em dạ. thì cũng chưa có một cái lần nào mà có thể chào hỏi uh, trực tiếp như vậy à, thời gian gần đây thì sức khỏe của em em cảm thấy rất là tốt uh, bởi vì em nuôi dưỡng cái sức khỏe tinh thần của em là tốt cho nên là tất cả mọi thứ nó uh, gần như là đối với em em cảm thấy cái cuộc sống em đang trải qua này là một cái cuộc sống hoàn hảo và em đang mong muốn cái điều đó và sau tất cả những cái thứ đã qua thì đến ngày hôm nay uh, em cảm thấy rất là tự hào vì mình đã đi được một cái đoạn đường dài đến như vậy và nói chung là dù ngày mai ngày kia hay là ngày kia gì đó mà sức khỏe của mình nó không được như ý mình mong muốn thì em tin là với cái sức khỏe tinh thần mà em đã trang bị đầy đủ nó cũng không có thể làm khó được em lần nào nữa bởi vì những cái chuyện mà nó kiểu nó ghê gớm và nó kinh khủng nhất thì em cũng cảm giác là mình đã bước qua nó rồi ừ. và cái điều đó là cái điều may mắn chứ không phải là cái điều bất hạnh. Ừ. Như em cũng biết là hồi nãy chị có giới thiệu đây là chủ đề work life balance thì chị đang muốn hỏi là uh, trong em á, cái khái niệm đó nó như thế nào? Em bắt đầu nhận đó nhận ra cái điều đó từ cái giai đoạn nào và nó bắt nguồn từ đâu? Trước khi em trả lời câu hỏi của chị thì em muốn hỏi lại chị một chút <laughs> đó là chị sẽ cảm thấy như thế nào nếu một ngày chị thức dậy chị soi gương và miệng của chị hiện tại giống như miệng của em bây giờ lúc đó chị chị, chị thử hình dung ra xem là cái cảm giác đó nó sẽ là như thế nào uhm, nếu là chị nha thì bản thân của chị là mình trong ngành giải trí nói chung thì cái giao diện bên ngoài nó rất là quan trọng nếu một ngày nào đó mà chị uh, thức dậy mà chị cảm thấy là một bên má của chị uh, bị biến dạng hoặc là bị tổn thương thì tất nhiên là chị sẽ rất là freak out. Chị sẽ bị hồi hộp, lo sợ, bị hoang mang, bị cảm thấy là nó có một cái giống như là một cú sốc rớt xuống. Thực ra với bản thân của chị, chị chưa từng bị như vậy nhưng mà chị có bởi, bị một cái đó là một ngày chị ngủ dậy và chị cảm thấy một bên mắt của chị không thấy đường nữa. Tại vì chị bị nhược thị bẩm sinh nhưng mà chị không có biết và chị để nó rất là lâu. Đến một ngày thì chị phát hiện ra con mắt bên trái của chị thì thấy nhưng mà con mắt bên phải của chị hầu như là chị không thấy cái gì hết Ngoài màu sắc và nó rất là mờ yeah. Mà con mắt thì nó sẽ rất là quan trọng với lại uh, cuộc sống Thì lúc đó chị cảm thấy là chị rất là buồn và bị sốc Và chị uh, bị stress Chị rơi vào uh, những cái trạng thái rất là nhiều câu hỏi xung quanh mình yeah. Thì bản thân em cũng phải là ngoại lệ Ngay từ cái ngày mà em bắt đầu bị biến đổi về cái khuôn mặt của mình Uh, mình là một người diễn viên mà mỗi khi bây giờ mà nhắc đến lại những cái chuyện đấy thì rõ ràng là buồn thì không còn buồn nữa nhưng mà mình vẫn có những cái cảm xúc nó nhất định uh, và em đã vượt qua được cái chuyện đấy bằng cách là đánh đổi rất là nhiều những cái khoảng thời gian em đã từng rất áp lực và đến thời điểm đó em mới nhận ra là cuộc sống của em chưa làm được nhiều thứ như em mong muốn em chưa thực sự sống một cách đúng nghĩa và con người thường như vậy đấy chị cứ đến lúc mà mình chuẩn bị là mình cảm giác là mình không còn sống được lâu nữa ấy. Mình mới thấy là những cái điều mà mình mong muốn trong cuộc sống này Thật ra nó đơn giản lắm Có bao giờ mà chị nghĩ là ai đó hỏi chị là ước mong của chị là gì à, Em ước mong là em sẽ có một cái nhà 5-7 tỷ gì đó Em muốn có một cái xe, xe mẹc gì đó, một hai vài, vài tỷ gì đó Thì thường là câu những câu trả lời nó sẽ như vậy Nhưng mà tại những cái thời điểm mà mình bị mất đi một cái điều gì tưởng chừng như nó là rất bình thường thì những cái 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 thứ đó nó lại có giá trị rất lớn cũng giống như việc bây giờ ai hỏi em là bây giờ em muốn đổi lại điều gì em muốn đổi lại em có một cái miệng cân hơn vì em là một diễn viên em cần chiếc miệng cân đó để em có thể truyền tải được nhiều những cái dạng nhân vật khác nhau trong cái nghề nghiệp của em thì cái câu chuyện em kể ra ở đây cũng chỉ muốn nói với mọi người là đôi khi những cái điều mà mình mong cầu trong cuộc sống nó là những cái điều cực kỳ đơn giản. Nhưng mà mọi người thường khi mà mình đã có những cái điều đấy xung quanh thì mình lại xem thường nó và mình không nghĩ nó là một cái điều cần thiết. Chị chị cũng có từng đọc một cái bài một bài trên mạng xã hội của em chia sẻ một cái lá thư là em phải ngừng để em thông báo cái tình hình sức khỏe của em. Yeah. thì bản thân chị sẽ không thể nào cảm giác một phần trăm được cái cảm xúc của em lúc đó. thì chị muốn hỏi là cái lúc đó khi mà em đón nhận cái việc đó, cảm xúc đầu tiên của em nó như thế nào? Muốn chết muốn chết ngay Chết luôn, không phải chờ thêm một cái ngày nào nữa để đến với cái chết Đấy là cái cảm xúc đầu tiên đó Khi mà em đón nhận đó Chị có biết không, ví dụ thà mà mình đi khám đi Bác sĩ nói mình là, ờ em ơi, bệnh em nặng lắm nha, phải cố gắng chữa nha không Bác sĩ nhìn em mà không nói gì hết và chỉ lắc đầu á chị thì cái thực sự là cái sự cái cái lắc đầu của bác sĩ đó nó làm cho bản thân em chỉ muốn ngừng lại cuộc sống này ngay bởi vì em là một cái người mà Mình cũng hay đi làm những cái công việc thiện nguyện Em ừ. nhìn thấy những cái người mà Họ bị ung thư, họ bị bệnh tật rồi Họ rất là đau khổ rồi Những cái ngày tháng họ nằm trên giường bệnh vậy Ngày những lúc nào những cái nó, nó tua lại như một thước phim trong đầu em 24 giờ không có một giây phút nào nó ngừng lại Cực kỳ kinh khủng Thì tại cái thời điểm đầu em biết bệnh á, thì em lại nghĩ là người ta nói bị u thì em chị tú nghe là khi mà mình nghe là mình bị u thì một trăm mình nghĩ mình bị ung thư. Chứ ừ. không bao giờ mình nghĩ là oh, chắc u lành thôi là không có. Nhưng lúc đó không có tích cực được miếng nào hết. Á. Đúng rồi. Lúc đó không thể tích cực được và ai còn nói là tích cực đi thì tất cả những cái lời đó là vô nghĩa cực kỳ. Bởi vì chỉ có bản thân mình 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 sợ quá mà. Ừ. Thì bắt đầu em ngưng hết em bay một phát về hà nội và em sống trong tuyệt vọng cỡ hai ba tuần và em cảm ơn cuộc đời vì luôn có những cái người bên cạnh em lúc đó bởi vì em tin là nếu lúc đó không có ai bên cạnh á thì chắc là em sẽ kiểu suy nghĩ kiểu dạy dột này nọ các thứ rồi mình sẽ tự kết thúc cuộc đời mình bằng chứng là cũng có một vài lần đi đến gần cái bước cuối rồi ừ. nhưng mà cuộc đời thật may mắn khi mà mình không một mình có nghĩa là em cũng đã từng nghĩ tới Uh, kết thúc cuộc sống này của em em sợ đau đớn lắm chị rồi em đi về em quyết định um, ngừng cuộc thi và đi về hà nội để mà um, suy nghĩ cũng như dưỡng bệnh yeah. thì trong hai tuần đó 2-3 đó, tuần mà em ở một mình đó thì em làm những cái gì em ngồi là chủ yếu em nhìn em cảm nhận lúc đó nhá chị chị tú có biết không lúc đó những giác quan của mình như kiểu nó được thức tỉnh á um. mình cảm nhận rõ tất cả mọi thứ xung quanh mình xảy ra như thế nào từ cái chiếc lá mình có cảm xúc với nó hết, á. Ừ. từ bông hoa mình có cảm xúc với nó rất là nhiều. Mà trước đây tất cả những cái thứ đó mình kiểu mình không, mình không nhìn đến luôn đấy, mình cảm giác là mình không không có nhu cầu muốn ngắm nhìn tất cả những điều đó. Nhưng mà hai tuần đó em cảm nhận mọi thứ xung quanh em cực kỳ rõ rệt. Thậm chí khi em nhắm mắt là em nghe, á, thì thính giác của em rõ đến mức độ em có thể nghe tất cả những cái 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 cái, cái, cái câu chuyện ừ. của những cái người đang đi đường họ đang nói cái gì. Em không hiểu sao lúc đấy mà mà những giác quan của mình lại mạnh đến như thế. Ừ. Thì em mới nhận ra được một điều là cuộc sống của mình quá thiếu đi cái sự cảm nhận. Mình chỉ luôn muốn được một cái kết quả tốt đẹp thôi, mà mình không bao giờ mình tận hưởng những ừ. cái điều mà nó hiển nhiên nó có sẵn như vậy để mình có thể enjoy vào nó thì mình không tận hưởng. Và em ngắm nhìn rất nhiều những cái thứ mà em nghĩ là chắc mình không còn ngắm được lâu nữa đâu. Mình chỉ còn một khoảng thời gian nữa thôi. Vậy thì trong cái thời gian mà em rất là tụt mút em rất là low point em rất là stress căng thẳng thì cái điểm sáng nào cái điểm sáng nào hoặc là có một cái tác nhân nào giúp cho em vực dậy trở lại tại vì như em chia sẻ là em đã bắt đầu nghĩ đến cái việc là em muốn kết thúc và em về hà nội thì cái điểm sáng nào để mà em một cái chuyện gì đó xảy ra hoặc là một lời nói hoặc là bất chợt một cái năng lượng gì đó khiến cho em cảm thấy là không tôi phải đấu tranh tới cùng cái điểm sáng duy nhất của em đó chính là Em trai em À chị biết không? Khi mà có những cái chuyện nó xui rủi nó đến với mình á Thường nó sẽ không đến một chuyện Nó đến một lúc ba bốn chuyện lận á Em tin là nhiều người có các cảm giác ừ, đấy ừ. lắm Thì thường bà sao tôi xui vậy Và ba bốn chuyện nó đến cùng một lúc Thì tại cái thời điểm em bị bệnh Thì là mẹ em cũng bị bắt à, ừ. Mẹ em cũng vướng đến pháp luật này kia uh, Bởi vì em lớn lên là trong một cái gia đình gọi là Tệ nạn xã hội đó Thì cái thời điểm đó thì là Em vừa bị bệnh xong thì mẹ em bị bắt luôn. Và Long Bé là em trai của em á. Không có ai nuôi hết á. Ờ cho so nên là Long Bé em nghĩ nó là một cái điểm sáng mà để cho bản thân em vực dậy trong thời điểm này. Em nghĩ là nếu em mà chết đi ấy thì nó cũng sẽ chết á. Bởi vì ừ. chắc chắn là không có ai nuôi dưỡng không thân không thích, không bố, không mẹ, không anh, không em. Thì chỉ có đi vào cô nhi viện hay là đi một cái nơi đâu đó được người ta nuôi dưỡng và lớn lên thôi. Thì em cảm thấy là không có được, không có được như vậy và em bắt đầu em đi tìm kiếm những cái sự tích cực ở trên mạng. Lúc đó là em bắt đầu em ý thức là mình phải tìm kiếm những cái sự tích cực hơn. À, đó thì em xem được một cái video ở trên mạng của một anh là anh tô đình khánh là một cái ngư chàng trai mà đang đẹp trời bỗng nhiên một ngày anh mất đi đôi chân. À. À, anh bị mất đi đôi chân của anh ấy và em nghĩ là cái đó nó còn ghê hơn của mình cơ mà. Ừ. Mình có mỗi nhiêu đây thôi mà mình đã gục ngã rồi mình đã bày đặt mình mình tuyệt vọng này kia thì những cái người còn khổ hơn mình mà họ vẫn sống tích cực như vậy và từ đó em nghĩ đến những người thân của em em nghĩ đến bản thân em mặc dù nhìn vào cái gương thì rất là sợ thấy cái miệng của mình rồi thấy mặt mình sưng này kia sợ mới không làm nghề rồi em sợ em không nổi tiếng á chị ừ. em sợ em không được nổi tiếng em sợ mọi người không quên mình này kia đó khác đó làm nghệ thuật thì em tin là anh sợ vậy và từ đó em đến một ngày nha tự nhiên mọi người nhìn thấy em kiểu như một con người khác em bảo thôi ví dụ như ngày kia mình chết thì thôi mình sống hai ngày hôm nay vui đi ừ. đó thì em cũng nói với mẹ em vậy luôn thì ví dụ một tháng nữa con chết thì thôi một tháng này mẹ nhịn con tí nhá cái con thích nói gì thì cho con làm cái đấy hay là như nào đấy em thì có tận hai người mẹ nói chuyện hơi dối chút xíu là bởi vì em có hai người mẹ lận người mẹ ruột của em thì đã bị bắt rồi còn em còn có một người ừ. mẹ nuôi nữa kiểu như vậy vậy thì uh, hồi nãy em nói là có em em sợ em sợ em không nói tiếng thì bây giờ em còn sợ còn chứ em vẫn sợ vẫn hả sợ vẫn luôn sợ và cái điều đấy nó làm em đi nhanh hơn. Em cảm thấy như vậy, khi mà mình sợ một cái điều gì đó đến thì mình sẽ phải làm một cách để nó không đến với mình. Và khi mà làm cách để không mình cuộc sống của em tự nhiên nó áp lực hơn một tí thì em sẽ vận động nhiều hơn, ừ. em sẽ tư duy nhiều hơn làm thế nào để điều đấy nó không đến với mình. Và từ đó em sẽ ra những cái ý tưởng, em có những cái idea và em thực hiện nó. Thì đa số tất cả các bạn sẽ biết uh, Long Chun là một uh, TikToker khi mà uh, mạng xã hội phát triển uh, từ năm 2020 Rất Được là nổi trội đó là TikTok Nhưng mà theo như chị cũng đã tìm hiểu Chị cũng đã nghe một vài phỏng vấn của em Cũng đã chia sẻ em là một Người học chuyên ngành của trường Sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh Em là diễn viên Thì em nghĩ là uh, Khi mà cái, cái Cái việc đó xảy ra với em Và giống như em đã nói là Cái gương mặt của em nó có cái khuyết điểm Thì sau khi em sợ Thì em sẽ tự đối với bản thân mình cái gì? À, nó có một cái sự kiện xảy ra ừ. Đó là em có một người bạn <laughs> Em rất là cảm ơn người bạn đó Thì có thể em mới quay lại được nghề cái công việc của mình Bạn nói em là mày bây giờ mày thử nghĩ lại đi Cái thời điểm trước khi mày bị bệnh á Mọi người biết đến mày mày nổi tiếng hơn một chút xíu ấy Thì mọi người, thì mày có đẹp không? <laughs> nó hỏi em vậy đó chị Để người xem mập nó không có đẹp Thì em trả lời là <laughs> ờ, tao không đẹp thế mày nghĩ lại xem mày nổi tiếng vì gì, mọi người biết đến mày vì cái gì? Ờ thì mình cũng duyên dáng chút xíu, mình cũng ăn nói được chút xíu thì mày đâu có đẹp đâu bây giờ mày cũng vậy. Thì đâu có nghĩa là bởi vì cái miệng của mày lệch là... mà mày không phải là trừ khi mà mày như kiểu mày là một cô hoa hậu hay là mày là một người người đẹp hay là mày là một beauty này, này kia nọ khác thì mày mới sợ cái điều đó, chứ còn mọi người biết đến vì sự duyên dáng này, vì sự hài hước này, vì tư duy này thì mình cứ vận dụng vào những cái điểm mạnh của mình để mình phát triển thôi. Ừ. từ đó em thay đổi chị và em nghĩ là nếu mà bản thân mình á mà không chấp nhận được bản thân mình thì ai là người, người chấp nhận bản thân mình em quyết định đứng dậy nhìn vào gương ok từ ngày hôm nay em sẽ chấp nhận cái miệng méo của em em vẫn sẽ cười tươi kể cả nó có méo em có thể làm tất cả mọi thứ với chiếc miệng méo này được tôi làm được tôi làm được và em bỏ qua hết tất cả những cái nó liên quan đến ngoại hình vậy thì khi mà cái chuyện sức khỏe nó 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 xảy ra trong cuộc sống của em thì đối với em thời điểm hiện tại á sức khỏe nó có quan trọng không và em chăm sóc nó như thế nào Quan trọng chứ chị. Thực sự ai mà phải trải qua cái cảm giác đó mới biết là sức khỏe thực sự nó quan trọng như thế nào. Và chị có biết không khi mà em mổ xong á em mất gần 2 năm em không tập thể dục được vì em phải lấy cái xương gì chân em lắp lên đây ừ. thì tất cả những cái vận động của em em nằm im chỗ đó là lý do tại sao mà em mập lên rất là nhiều mà nhiều người bảo là em quá mập đi càng ngày càng không biết cứ giữ được cái mình thân hình như ngày trước nhưng thực sự em không tập thể dục được cho đến ừ. khoảng nửa năm đổi lại đây thì em ý thức được cái việc là bây giờ sức khỏe là quan trọng nhất bởi vì mọi thứ sẽ không thực hiện được nếu như mình không có sức khỏe và em cũng đã biết chăm chút cho sức khỏe của em hơn em bắt đầu uống những loại thực phẩm chức năng có lợi cho bản thân mình hơn à, em cũng đi tập thể dục hít thở nhiều hơn Ừ. À, và em đặt cái việc sức khỏe của mình lên hàng đầu. thì bây giờ chị muốn hỏi là à, tình hình hiện tại về cái cái bệnh này của em đó, nó nó như thế nào? hết rồi, hết, hết rồi. rồi. tất cả mọi thứ đã thực sự qua rồi và um, cái đợt tết vừa rồi đấy là cái khoảng thời gian cuối cùng em ca mổ cuối cùng, ừ. em thực hiện để em tháo cái nẹp cố ừ. định cái xương hàng của em ra và thực sự đến bây giờ nó đã hoàn toàn hết rồi nhưng tâm hồn của em nó đã lành từ lần mổ trước rồi. Ừ. chứ không phải là đến cái lần mổ này nó mới lành. Là... <laughs> Chúc mừng em dạ. và chị hy vọng rằng là những điều may mắn sẽ tiếp tục đến với em và em sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình, sẽ dành thời gian để mà mình sẽ luôn theo dõi, Có thể là nó hết nhưng mà mình cũng phải chăm sóc bản thân của mình. Như chị cũng vậy đúng không? Có khoảng thời gian nào mà chị Minh Tú kiểu cũng buông lơi sức khỏe của mình và có một cái sự kiện gì đấy xảy ra để chị biết yêu bản thân mình hơn không? chị thì sẽ may mắn hơn long một chút xíu là chị không có rơi vào một cái tình trạng mà nó quá là khẩn cấp và nó quá sốc như vậy trên yeah. thể trạng của chị nhưng mà ví dụ như phụ nữ đi à, lúc còn trẻ thì chị bị à, nhược thị ha yeah. chị bị à, hở van tim chị bị cái lá phổi bên trái với bên phải của chị một bên nó rất là nhỏ và một bên nó 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 to hơn bình thường à, những cái đó là những cái bẩm sinh khi mà người mình sinh ra và mình sinh ra ở trong cái mẹ chị 38 40 tuổi mới có chị lần chị là bị giống như vợ kế hoạch bị tai nạn cho nên chị cũng có những cái uh, gọi là khuyết điểm khi mà mình sinh ra mà mình không có nhận ra được nhưng bắt đầu lớn lên thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến uh, cái cách mình sinh hoạt và sống hàng ngày ví dụ như là chị không có thể nào vận động quá mạnh giống đường dài thì sẽ dễ mệt uh, chị sẽ khó thở chị không nhìn thấy rõ đó là một cái điều mà chị cảm thấy rất là buồn khi mà chị chị là một người thích đi du lịch chị rất thích chơi những cái trò như là mô tô lấy mô tô đi phượt à, bắn súng cưỡi ngựa nhưng là khi một con mắt mà mình nhìn không thấy rõ và suốt ngày mình phải đeo lens đẹp một bên đó, thì từ từ đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình khi mà một bên mà em bị nhược thị á toàn bộ não bộ của em sẽ tập trung làm việc con mắt còn lại thì càng ngày càng ngày nữa nó sẽ bị nhược nó nhược từ ví dụ như là 6 trên 10 xong mấy nhược từ từ cùng 4 trên 10 xong rồi từ từ 3 trên 10 và cái điều đó nó không hiện tại không chữa được nó không chữa được nó chỉ chữa khi mà em còn còn dưới 8 tuổi thì bác sĩ sẽ cho em đeo kính để che một bên và em gọi là tập thể dục tập cho não bộ của em nó hoạt động cái mắt còn lại ha à, nhưng mà thôi chị sẽ đón nhận với việc đó là những cái chỉ có một cái câu mà chị rất là thích đó là tiểu tiết quyết định thành bại và thái độ quyết định cuộc đời nó cho mình uh, Trong cuộc đời sẽ có những cái thử thách Nhưng mà mình Cái cái tinh thần của mình Đón nhận cái thử thách đó như thế nào á, Nó dựa vào uh, cái thái độ của mình Đối với chị thì uh, Ai cũng sẽ có thử thách nó Không có ai mà có một cuộc sống Nó toàn vẹn và nó hoàn hảo Cách đây 2 uh, năm Chị đi khám tổng quát Thì chị là người phụ nữ 30 tuổi rồi Chị là một người phụ nữ Thì chị cũng sẽ suy nghĩ với gia đình Cũng sẽ suy nghĩ muốn có con Xong rồi chị cũng đi khám Thì nó cũng có những cái những cái biểu hiện giống như là về uh, bệnh lạc nội mạc thì thật sự lúc đó chị cũng chả biết lạc nội mạc là cái gì hết chị đi khám thì bác sĩ tư vấn cho chị như vậy mà cái đó nó rất là nhỏ mà chị về chị rất là stress lạc nội mạc là em sẽ rất là dễ cái khả năng em có con ngoài tử cung đó, có thai ngoài tử cung nó yeah. sẽ rất là cao và cái khả năng để thụ thai nó cũng sẽ rất là khó. Thì mà một người phụ nữ 30 tuổi như chị thì khi mà chị đón nhận cái tin đó chị cũng rất là buồn. Tại vì chị rất là thích em bé. Yeah. Chị cũng nghĩ chị cũng từng nghĩ là sau này chị sẽ có một gia đình, sẽ có cho mình một đứa con gì đó. Thì khi cái việc đó đến chị cũng sợt quá trời sợt luôn. Xong rồi uh, nó ra tùm lum thứ hết em. Xong rồi chị cũng stress xong rồi uh, chị cũng nghĩ đến việc thôi chắc là mình sẽ không lập gia đình nữa. Chị về chị chia tay bồ chị á, chị chia tay bạn trai của chị. Mà mối tình lúc đó chị quen là cũng 2 năm rồi. Cái bạn chị hỏi chị lý do vì sao chị không có nói được, tại vì bạn chị á là một người cũng lớn rồi bốn bốn mươi cũng chưa bao giờ lập gia đình và họ đến với mình họ cũng chia sẻ với mình là họ cũng mong muốn có một cái gia đình nhỏ và bản thân của mình lúc đó kiểu như là cái điều này mình không làm được cho họ thì chị cũng muốn giống như là lúc đó mình nghĩ nó hơi bị tiêu cực kiểu như mình không làm được thì mình sẽ để cho người ta đi gặp một người khác để người ta có thể có cơ cái người khác có thể làm cái điều đó cho họ một thời gian nói qua nói lại xong rồi chị mới kể câu chuyện đó là chị kể chuyện nó ra cho bạn chị nghe thì bạn chị thì là một người rất là dễ thương đó là lý do cái điều này là điều mà chị cảm thấy là cái chị chọn cái người này đi đồng hành với chị bạn nói là không có cũng được mình có thể Adapt đáp có nghĩa là nuôi một đứa trẻ mà vấn đề là lúc đấy mình cũng chưa tìm hết mọi cách để mà mình có mà đúng không Nhưng mà à, em chỉ ừ, là mà... tỷ lệ thôi mà em biết chị tra mà ừ. mà chị <cười> sẽ <cười> suy nghĩ từ một cái chuyện nó đơn giản thành một cái gì nó tùm lum đúng hết á. này cái này thì phải em về đập tay với chị nha bởi vì là mình hay bị nghĩ đến tận cùng của một vấn đề ví dụ như người ta nghĩ người rất người ta là nghĩ... tiêu cực à, mình nghĩ đến tận cùng à, ví dụ như là gặp người này không cái điểm này xấu điểm này xấu nó dẫn đến điểm kia điểm kia nó dẫn đến điểm khác điểm khác nó dẫn đến điểm khác nữa là mình bị nghĩ tận tận cùng là mình cực khổ, khổ lắm chị xong rồi chị chị cũng ham giống em chị ham kiếm tiền chị thì không ham nổi tiếng nhưng chị rất là ham kiếm tiền yeah. tại vì chị sinh ra trong một cái gia đình đó thiếu thốn cái đó nên từ nhỏ trong cái tư duy phát triển của chị chị sẽ luôn nghĩ là mình phải có tiền mình mới có thể lo bản thân mình mình có thể lo ba mẹ mình anh chị em mình gì cô chú bác một ngày nào đó lỡ như mà người ta bệnh thì mình vẫn có thể giúp đỡ họ nên chị làm việc quần quật quần quật và chị quên luôn bản thân của chị mà cái công việc nó luôn dồn dập như vậy đó. đến một ngày chị cảm thấy chị như một con robot nhé có nghĩa là chụp hình mình cũng không có cảm xúc mà cái miệng mình giống như là giống như là mình đang bị công nghiệp hóa nó lên, xong mình mất hết cái cảm xúc ở trong mọi thứ xung quanh, công việc nè, bạn bè nè, uh, sức khỏe của mình, này, thời gian với uh, cho tất cả mọi người còn lại, chị cảm thấy chị không phải là đang sống một cuộc sống nó đúng nghĩa. Thì em cảm thấy trước đây em là một con người không biết đủ, không bao giờ biết đủ hết á. Ví dụ như là em đã từng có khoảng thời gian em mong là em có một cái công việc em kiếm được 10 triệu thôi là em em an lòng, em bình yên. Em cảm thấy hạnh phúc. Nhưng khi em kiếm được 10 triệu rồi thì con số đó, nó không còn ở cái chỉ số hạnh phúc của em nữa. Nó sẽ lên 20, 50, 100, vài trăm chẳng hạn như vậy. Ừ. Và em nghĩ là điều đó nó sẽ không bao giờ dừng lại. Cho đến khi nào mà mình có một cái giá trị nào đấy mình nhận ra được một cái điều gì đấy. Đến năm bao nhiêu tuổi thì chị quyết định là chị ngừng kiếm tiền lại một chút để sống. À, chị nghĩ là năm chị từ Bali về Năm 2021 20-21 Đó chính là sự kiện nào của chị Tú là em theo dõi hết đó nha ừ. ờ, Từ Bali này đến sau nhập ngũ này Cái các thứ là em coi hết luôn đó Khi mà chị biết cái bệnh đó em có biết không Chị rơi vào một cái giai đoạn trầm cảm Thì cái điều đó chị cũng đã chia sẻ rất là nhiều Xong rồi sau đó thì chị bắt đầu Học cách Buông bỏ bớt Buông bỏ từ từ Nhưng thật ra buông bỏ cũng không đơn giản nha Đúng rồi tại vì thật sự cái nói cái từ buông bỏ nó dễ nhưng mà để bỏ nó bớt xuống cái vai của mình nó rất là khó nhưng mà để mà đi xa thì chúng ta đừng nên gánh quá nhiều thứ trên cái người của mình để mà đi xa thì mình phải nhẹ nhàng mình phải vững cái đôi chân mình để mình đi nó à, một cách vững chãi hơn các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của mình tú hồi nãy giờ mình nói về sức khỏe yeah. đúng không bây giờ mình sẽ nói về work công việc em là một người làm việc rất là sớm yeah. theo như chị tìm hiểu và chị cũng có coi em một vài cái talk show của em chia sẻ thì cái niềm đam mê trong cái công việc sự nghiệp em lựa chọn đó, nó mãnh liệt như thế nào nó mãnh liệt đến mức độ mà em cãi cha cãi mẹ treo tường lộn nhào để trốn đi đóng phim bỏ học đi đóng phim <laughs> xin lỗi hôm nay phải chia sẻ câu chuyện này là em đã từng bỏ học hết và ngày nào em cũng giả vờ đi học hết á năm lớp 10 ừ. không không đến trường mà đến trường quay không à quay phim cái thứ mà ba em á thì cấm không cho em làm nghề đó chị biết lý do sao Tại sao thì ba em bảo nghề đó nhiều bê đê những người sinh ra mình á họ đã nhận thức được là ở con mình như vậy rồi nhưng mà bởi vì ba em là một cái người ở thế hệ trước á nên là khi mà ba em thấy em là mặc quần màu vàng hay là một quần ống côn hay là đi những cái đôi dép mà nó hơi nhiều hột chút xíu đó là <laughs> ba em rất là à mày Ừ. và ba em không muốn cho em theo nghề này bởi ba em bảo là nghề này mày vào mày làm là mày bd đấy này kia nọ khác không cho em làm và em bằng mọi giá em phải thì em cũng giải thích cho ba em nên. em bảo là bố ơi bd không phải do nghề bd do người <laughs> thì nếu mà con có như thế thì con làm nghề nào con cũng vẫn như thế thôi ừ. thì cuối cùng em bằng mọi giá em đến trường quay và cho đến khi mà bố em bắt đầu nhìn thấy em ở trên tivi á đó đầu hàng xóm, ui, thằng Lâm muốn lên TV đấy, nó đóng phim này phim kia với TV3 giờ vàng này, kiểu khác, bố em mới thôi đó. Ừ. Chứ còn cái niềm tin với nghề của em mãnh liệt là từ hồi nhỏ, tại vì em được tiếp xúc với sân khấu từ ngày em nhỏ xíu, tại vì ông em là nghệ sĩ sân khấu, nên là hồi nhỏ em đi theo ông em, em nhìn những cái ánh đèn đó, em nhìn nghe những nghe cái tiếng pháo tay đó, em thích lắm. Và em nói là, Ò, mình cũng phải được như vậy, mình cũng sẽ phải là người lên sân khấu nói năm câu người ta cười một lần thì em nghĩ là cái tầm quan trọng của sự nghiệp của em á nó như thế nào nó chung là đối với em thì nó là quan trọng nhất ờ, đương nhiên là sau sức khỏe nha như vừa nãy mình đã nói thì là uh, nó là một cái điều mà rất quan trọng bởi vì nó là một cái tạo cảm hứng cho mình có thể sống được tốt cũng giống như việc ngày hôm nay em gặp chị Minh tú ở đây tất cả những cái câu chuyện này em đã từng từng tưởng tượng từ những ngày mà em mới bước vào nghề em phải ngồi được với người này em phải ngồi được nói chuyện với người kia em phải được gặp những cái người mà em yêu thích và em phải được ngồi để mà cùng họ làm một cái điều gì đó được diễn cùng với họ và cái điều may mắn là tất cả những người mà em nghĩ đến em đều có thể được gặp hết á đó là cái điều may mắn của em em nghĩ là sự nghiệp có quan trọng uh, đối với các bạn trẻ không có chứ là một điều vô cùng quan trọng luôn ấy bởi vì là có những bạn á khi học xong đại học các bạn cũng không biết là các bạn nên làm gì và các bạn phải làm gì và các bạn có thực sự yêu thích cái công việc đấy không bằng thứ em xung quanh em rất nhiều luôn rất nhiều những bạn mà không biết là mình yêu thích cái gì và các bạn cứ mông lung các bạn đặt đâu các bạn ấy làm đó thì làm nó cũng không có cái cảm hứng làm việc cũng không có tình yêu với cái công việc đó thì các bạn ấy sẽ rất mất rất nhiều thời gian ừ. để có thể ổn định cuộc sống vậy em nhận thức ra được cái việc mình yêu thích và em biết được em đi đúng đường là lúc nào là cái lúc mà em quyết định thi vào trường sân khấu điện ảnh thành phố hồ chí minh và em đỗ và điểm của em thì nhì ở thời điểm đó và với một cái đứa mà thời điểm đó không có ngoại hình nha và <laughs> em chưa bao giờ có ngoại hình mà kiểu Ủa? em nói gì kỳ vậy chị cảm không. thấy long chun mà chị đang ngồi ở đây á là mỗi người sẽ có một cái một cái gọi là một cái chuẩn về ngoại hình nó khác nhau chị cảm thấy em rất là duyên dáng xinh đẹp trong cái ánh mắt của chị. Vấn đề là em chưa bao giờ tự tin về ngoại hình của mình. Em không hiểu tại sao em luôn có cái cảm giác đó. Bởi vì là em ngày xưa thì em cũng hơn một trăm ký lận và bây giờ thì em cũng tám mấy ký nên em cứ bị tự ti với điều đấy hoài luôn á. Thì nói chung là nó cũng chỉ là một cái vấn đề nhỏ thôi nhưng nó cũng không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của em khi mà em tự tin như vậy. Nhưng mà ý là với một cái người mà em tự ý thức được là bản thân mình không có ngoại hình khi mình thi vào trường sân khấu hồi đó em trăm mấy ký nha ừ. mà mình xếp được thứ hai là cái điều của mình đúng rồi đó. Thầy cô nhìn thấy thì chắc chỉ có đúng thôi, chứ thầy cô mà giỏi như thế mà nhìn mà còn sai nữa thì không có lý do gì, phải cố gắng thôi, mình đi đúng đường rồi, cứ thế phát triển. Nhưng mà chị tin chắc là khi em tốt nghiệp thì em cũng gặp rất là nhiều những trực vật trong con đường phát triển sự nghiệp của em bởi vì chị cảm thấy chị biết đến em là từ TikTok. Đúng. Đúng. Chắc chắn là trước khi em phát triển nền tảng TikTok thì cái hành trình mà khi em đi học và đến cái lúc em phát triển TikTok Em cũng sẽ rất là trực vật với cái khoảng đường sự nghiệp của em Em không biết là mình đi đúng đường hay không Mình có nên tiếp tục cái công việc này hay không Trong khi cái diễn viên thì người ta sẽ đòi hỏi rất là nhiều thứ Phải có mối quan hệ, phải có ngoại hình Phải có uh, uh, duyên dáng, phải cân bằng được rất là nhiều thứ Hội tụ nhiều thứ Rõ ràng có những lúc em hoài nghi về năng lực của mình luôn á đó. đó là khi mà em tốt nghiệp xong nha Thất nghiệp chị không có xô bởi vì em thần kinh hay sao á để mà chị biết không đi học là bạn bè bỏ học đi xô hết mà em không nha em phải học học hành đàng hoàng tới nơi tới chốn đi có kinh nghiệm đi rồi đi ra làm học xong không quen ai hết thôi á tại vì ừ. chúng nó đi xô thì chúng nó quen thêm đạo diễn này kia đạo khác các thứ quen hết nhưng mình ra trường rất không quen ai em hụt hẫng và em lại lần đó là lần thứ hai em về lần đầu tiên em về hà nội em quay trở lại với một tâm thế mình là người thất bại em về em gặp gia đình em với tâm thế là mình là một đứa thất bại trở về và em không có ai gọi show và em phải xin đăng ký vào nhà hát tuổi trẻ việt nam ừ. để em nuôi dưỡng cái nghề của em chứ không kiếm được tiền nha chị một tháng lương triệu sáu nha chị muốn nghe thêm những cái chia sẻ này của em tại vì chị rất là hứng thú tại vì khi mà chị làm nghề của mẫu á, thì nó cũng có khó khăn nhưng mà chị đang rất là muốn nghe cái câu chuyện của em sau khi mà em không có show rồi em phải tham gia uh, cái nhà, nhà hát tui... tuổi trẻ. Ờ. Tại vì thật ra thời điểm mà em tham gia vào nhà hát tuổi trẻ ấy, thì cái sân khấu kịch ngoài miền Bắc thật ra nó cũng đã um, kiểu như là bị khán giả bỏ quên rất là lâu rồi. Ừ. Nhưng mà em em thèm diễn lắm em thèm đứng trên sân khấu diễn và thật ra đôi lúc em mang những cái em học được ở miền Nam em ra ngoài miền Bắc em áp dụng. Không hợp. Không hợp. Yeah. Cho nên chị biết không một mình em diễn khán giả vẫn cười nha nhưng mà bạn diễn không diễn được chung với em. Ồ em nên nói nó nó quá trời mà khán giả cười cười quá trời xong các bạn không đáp miếng được thì tự nhiên em lại thành bị diễn hỗn á em lại hề thành hề bị hề kiểu hề một mình em một sân em lên khua môi mồm mép em ừ. làm khùng làm điên á thì tự nhiên nó lại thành một cái rất là mắc cười nó nó không đâu vào với đâu cả thì cũng chật vật lắm lương tiền không có thì lúc đó là quyết định là bán hàng online phải bán bán hàng online để có tiền sống chứ bây giờ không có tiền sống thì em bán ai đưa gì em bán đấy, em bán từ tinh dầu em bán lung tam tung hết thì bắt đầu bán hàng online lại phải nghĩ mưu để bán được hàng thì là bắt đầu cầm cái máy lên quay bắt đầu những cái video đầu tiên của em là bán cây cảnh này thì bắt đầu nó rất là viral luôn cái cái cái, cái video đầu tiên em được viral là video là bán cây cảnh Ê, kiểu là chào đón 7749 chưa bị chúng sinh cùng ba vạn chín nghìn bông linh đang ngồi xem video của long tại thời khắc này để em nhớ hoài luôn em nói em nói không ngưng luôn mà được cái em quay một đúp không ạ à? em không bao giờ quay phải quay lại lúc thứ hai thì cái đó em cảm ơn ông trời vì ông trời đã cho em cái, cái duyên khả năng đó, đó. đó. Đúng mà em cái duyên. Nhưng đó. mà bảo em diễn lại lần thứ hai y hệt như lần một em lại không làm được. <laughs> nó vậy đó, nó là những cái rất là đời kiểu vậy. Thì bắt đầu khi mà em quay clip em mới thấy là Ồ, quay được mà hồi đấy em không ý thức được là KOL là một công việc, influencer là một công việc. Ừ. Em cũng không biết là khi mà mình nổi tiếng trên mạng mình có thể kiếm được tiền đâu. Em chỉ nghĩ là mình là một diễn viên nổi tiếng mình mới kiếm được tiền thôi. Thì bắt đầu khi mà Bắt đầu khi mà mọi người biết đến em nhiều hơn thì bắt đầu có những cái công ty giải trí hoặc là những cái công ty chuyên mà um, đào tạo KOL thì họ liên hệ với mình. Thì em cũng ok. Mà vào làm hoài không thấy tiền đâu. Ồ, oh, mình không có kinh nghiệm. Mình làm bao nhiêu người ta lấy hết của mình. Ở mỗi clip người ta cho mình một hai trăm k là gì đó. Là mình cảm thấy ồ, oh, cũng okay. <laughs> ok. Vui là mà không có cái động lực cho đến khi TikTok ra đời. Ừ. Bắt đầu em khuấy đến động TikTok luôn. Và và em nghĩ là con người đôi khi có thành công không nó còn do thời điểm nha chị. Ừ. Covid là một cái điều rất khó khăn đối với nhân loại Và rất nhiều người Nhưng em không biết nói ra câu này em có bị mọi người mắng em không Nhưng mà nó lại là một cái khoảng thời, thời điểm Phú. Để em có thể bật lên trong cuộc sống của mình Thời điểm tất cả mọi người phải ở nhà Bắt buộc mọi người phải lên mạng Chị nghĩ uh, thời điểm Covid là một cái thời điểm Ok mình nhìn vào Mình nhìn ở ngoài vào thì mình cảm thấy Nó là một cái thời điểm ảnh hưởng đến rất là nhiều người Đúng mình mất mát rất là nhiều mạng sống là kinh tế là sự nghiệp là công việc nè người thân nè nhưng đâu đó trong chúng ta có ghen một thứ gì đó ví dụ như bản thân của chị ở covid đi chị bắt đầu trân trọng cuộc sống chị hơn chị trân trọng sức khỏe của chị hơn chị trân trọng những người xung quanh của chị hơn chị sống chậm lại một chút và chị Kiểu như là bớt hỗn lại một chút xíu em. <laughs> bớt ra mẹ đúng rồi. <laughs> Tự nhiên cái tới nhớ cái thời điểm mà mình có quá nhiều thời gian mà giống như nó có một cái một cái chuông Mà đập cho mình cái bon gì nè để mình bắt đầu mình kiểu ok mình phải ngừng lại một chút để mình mình xem mọi thứ xung quanh của mình. Bằng chứng là sự thay đổi rất rõ ràng từ chị Minh Tú. Kể từ những cái năm tháng mà chị đi thi uh, siêu mẫu châu Á chị là một con người rất khác bây giờ luôn và cho đến khi chị xuất hiện ở Miss International Queen chị cũng là một con người khác hẳn hoàn toàn so với thời điểm đấy chị hài hước hóa mọi ngôn từ của mình chị hài hước hóa cuộc sống của mình và điều đấy nó rất là tích cực khi mà chị lên ngồi mentor cái chương trình đó đó em nghĩ là em sẽ rất thích bởi vì chị là nữ hoàng drama em thích chị lên đấy chị phải không không bôi cái môi thâm đi rồi nói em, em thích thích cái nét đó rồi nhưng mà khi chị xuất hiện ở đó, nó mang một cái hình ảnh hoàn toàn mới Mà vẫn vui nha, chứ không phải là cứ phải cãi nhau, cứ phải giật tóc móc mắt này kia rồi thì nó mới vui Thì em nghĩ rằng đó là một cái sự thay đổi cực kỳ lớn của chị Minh Tú luôn Mỗi ngày em lên báo, em đọc uh, Người này bằng tuổi mình hoặc trẻ hơn mình uh, Một tháng kiếm mấy trăm triệu uh, Mua được cái xe này, mua được cái nhà kia Thì lúc đó em có áp lực không? Áp lực mình chết luôn đó chị Áp lực thật sự kinh khủng luôn ấy mẹ bảo hỏi tại sao họ Mà lúc đó mà mình nhìn những cái tin tức đó nha Mình nhìn với một cái khía cạnh là mình thậm chí Mình hơi ghen tị mà Mình sân si luôn á Không, không phải một tí nữa, rất là nhiều Chị sân từng si. bị, chị từng như vậy ờ, luôn Xong rồi mình lại tìm một cái lý do gì đấy Mình gán cho các bạn ý Chẳng qua là con này nhà, chẳng có điều kiện sẵn thôi Chẳng qua là uh, Nó kiểu cũng may mắn hơn mình Mình cứ nghĩ đến những cái điều mà mình tự gán cho người ta Cái điều đó mà rõ ràng là mình đâu có nhìn thấy sự cố gắng hoặc là cái, cái 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 tài năng của người ta đâu. Nhưng mà lúc nào tâm thế mình cũng là mình mới là 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 ok đây này mà mình chẳng qua mình xui thôi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại khi mà mình ngồi đây mình biết là để có được những cái thành quả như vậy, cái sự nỗ lực của một con người nó phải như thế nào. Không ai tự nhiên bê đến cho mình một đống tiền và mày giàu lên đi hết á. Thì em nghĩ là cái sự ghen tị đó nó ở trong em rất là lớn và em nghĩ là các bạn trẻ nhiều khi các bạn đi đọc mà ví dụ em cũng hay bị lên báo về những cái tin là ở Long Chun tháng kiếm tỷ này nọ các thứ thì em tin là các bạn trẻ khi mà đọc những cái tin đó của em á thì các bạn thì cũng cảm thấy rất là áp lực và đôi phần các bạn còn cảm thấy không thích mình nữa cơ nhưng mà So, ở đâu đó thì rõ ràng là em không cố ý làm những cái điều đó và em mới bị mới va vấp với truyền thông nên là em còn hơi non ấy không chị 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 không nghĩ đâu sẽ có nhiều cái góc nhìn khác nhau ví dụ như góc nhìn của chị khi mà chị đọc những bài báo đó nha chị sẽ bị áp lực đúng nhưng mà chị cũng sẽ cảm thấy bị tủi thân kiểu như mình sẽ bị so sánh người khác lấy cái thành công của người khác để so sánh lên mình ví dụ ừ sao người ta trẻ mà sao người ta giỏi quá rồi mới có từng đây tuổi mình làm tới 30 tuổi mình còn chưa mua được căn nhà chưa mua được chiếc xe mà trong khi những bạn mới có 20 21 tuổi một tháng kiếm bao nhiêu đây hoặc thậm chí ở thời điểm hiện tại nha thời điểm hiện tại á cái cái tư duy của chị nó rất là nhẹ nhàng nhưng mà chị cũng đôi lúc chị cũng đọc chị thấy à là làm người mẫu mình chật vật muốn chết luôn mà mình kiếm bao nhiêu đây mà mấy bạn làm tiktoker kiếm nhiều quá ha thì chị nghĩ là sẽ cũng có rất là nhiều bạn trẻ chị thì khác chị đã có Chạy qua rồi, chị có trải nghiệm rồi, chị có kinh nghiệm và chị hiểu được cái sự cố gắng của người ta. Nhưng mà những bạn trẻ thì sẽ đọc những cái bài báo đó và bị áp lực rất là nhiều. Thì ở là một người trẻ, thành công, cũng đã từng có những bài báo đó. Thì em có điều gì nhắn gửi đến các bạn không? Cái sự nỗ lực mà mình bỏ ra, nó sẽ quyết định cái kết quả mà mình nhận được. Đó là lý do tại sao mà chúng ta không thể... Ngày hôm nay chúng ta cứ ngủ đến 10 11 giờ mà chúng ta đòi cái kết quả của chúng ta là chúng ta phải kiếm được thật nhiều tiền cả. À, nếu mà muốn thay đổi cái kết quả thì chúng ta phải thay đổi bản thân của chúng ta từ ngay thời điểm hiện tại, chúng ta phải chăm chỉ hơn, làm nhiều hơn, phải tư duy nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn và một cái điều quan trọng là như này này. Em th em thấy có rất nhiều người ấy, họ sợ chơi với những người giàu hơn mình, họ cảm thấy họ bị thua kém, họ cảm thấy họ bị kiểu um, không ngang hàng được nhưng mà quan điểm của em ấy em luôn muốn chơi với những người giàu hơn mình không phải để em xin họ được cái điều gì hết á mà em quan sát xem là bằng cách nào mà họ kiếm được ra số tiền đó từ đó em xem những cái cách nào có thể áp dụng được vào cuộc sống của em và em áp dụng những cách đó và em thấy cách đó là một cách cực kỳ hiệu quả và khi mà mình nói với những người giỏi hơn mình giàu hơn mình mình học được từ họ rất nhiều chị chứ không phải là để mà mình xin được cái gì từ người ta hay là mình nhờ cậy được gì hết á cuộc đời này em nghĩ rồi không ai cho không ai gì hết cho nên là mình cứ có cơ hội Mình phải quan sát họ Mình phải nhìn họ Đừng vội nói rằng bọn nhà giàu nó thế này Bọn nhà giàu nó thế kia Gần đây có rất là nhiều bài báo Nói về việc kiếm tiền bằng TikTok Cũng như là trên mạng Cái cách kiếm tiền nó sẽ dễ hơn Rất là nhiều Thì có rất là nhiều bạn Từ bỏ công việc văn phòng để chuyển làm hướng làm người sáng tạo nội dung hoặc là bán hàng online thì em nghĩ sao về điều này. Em nghĩ là tại sao không? Tại sao không bỏ một công việc để mình đến một cái công việc tốt hơn, nhưng mà mọi người phải nhìn cái sự việc này dưới nhiều chiều khác nhau. Còn nếu mọi người cứ vin vào một cái câu nói của em là bỏ đi để em đi làm TikTok thì nó nó bị phiến diện lắm. Ừ. Quan trọng là cái 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 năng lực của bạn đó như thế nào, cái sự duyên dáng ra là làm sao, cái tư duy của bạn đấy với cái nghề này như thế nào, thậm chí em còn nghĩ đến một việc là em nghĩ là tương lai á nó sẽ, cái 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 công việc influencer của em nó sẽ thành một nghề một nghề nó đang là một nghề thì rồi. chính xác nó là một nghề và em tin là nó sẽ có những cái học viện chính thống để đào tạo những cái điều đó thì khi mà uh, các bạn trẻ có mong muốn được làm những cái điều đó thì em tin là trong tương lai sẽ có những cái cơ sở chính thống luôn nha em không nói những cái khóa học linh tinh như linh tinh bán ở trên mạng để đào tạo được cái việc đó bởi vì em nghĩ việc đó là việc cần thiết bởi vì bản thân em á khi mà em đang là người trong cuộc em hiểu được một điều rằng nó đem lại cho chúng ta rất là nhiều tiền, đem lại cho chúng ta danh tiếng. Nhưng mà còn hình ảnh đối với công chúng như thế nào là do chúng ta lựa chọn. Bản thân em á, em may mắn em quen được bạn thân của em là Tun ấy. Tun. Hai đứa luôn định hướng cho nhau là anh ơi dù có làm như thế nào á cũng phải gây dựng cho mình một cái hình ảnh đẹp. Thì kể cả làm TikTok hay là không làm TikTok đi chăng nữa mình phải có một cái hình ảnh đẹp bởi vì bọn mình là những cái con người sinh ra cho nghệ thuật thì phải biết giữ cái hình ảnh đó chứ không phải là bỏ văn phòng đi lên mạng chửi nhau đi cho nổi tiếng ở lên mạng thì mình kiếm drama uh, này kia nọ khác đi để nó tấn công con này tấn công bạn kia đi để nổi tiếng nếu như bạn cảm thấy bạn thực sự có niềm đam mê với cái công việc quay video và up lên trên mạng thì bạn hãy theo đuổi nó và những cái công việc hiện tại nếu mà nó làm cho bạn không vui thì hãy mạnh dạn dám từ bỏ và hãy nhớ này đừng nghĩ nó dễ nó cũng không dễ đâu nó cũng khó ngang những cái công việc khác thôi Thực sự thì cái nghề nào nó cũng sẽ có những cái khó khăn riêng, nó cũng có những cái vất vả riêng. Khi mà mình đã quyết định chọn một cái nghề nào đó, đầu tiên á mình phải có cái sự yêu nghề, mình có một cái đam mê và mình phải có một cái một cái kế hoạch bài bản Đúng là rồi. mình sẽ phải đầu tư về tư duy, về kiến thức, về những cái kỹ năng cứng và mềm để phù hợp với cái nghề đó thường á khi mà mọi người nghe rất là dễ để trở thành tiktoker influencer KOL fashionista người mẫu vân vân diễn viên vân vân và vân vân thực sự á mọi người đang bị nhìn nó theo một cách nó rất là bị chủ quan là nó rất là dễ bởi vì mọi ừ. người thấy nó dễ kiếm tiền cũng giống như hồi nhỏ em thấy nghề người mẫu là nghề dễ nha thực sự em bảo nên giả lên đi đi mấy vòng xuống có tiền đó nhưng mà khi mà rõ ràng nhờ những cái số truyền hình thực tế đúng không mình mới biết là nó thực sự nó khó như thế nào nên là không có nghề nào dễ đâu các bạn ạ và khi mà một cái nó giống như là một cái một cái miếng bánh bự đi Nhạ. và khi cái miếng bánh quá nhiều người nhảy vào ăn thì tất nhiên cái sự cạnh tranh và cái sự đào thải nó rất là lâu là, ừ. là, là rất là lẹ thì cái người nào mà cái người có thể ở lâu nhất và duy trì nó lâu nhất mới là người thành công thật sự để nổi lên nó một ngày rất là dễ yeah. mình chỉ cần lên mình nói nói tầm bậy tầm bạ đúng rồi mình nổi lên bởi vì mình chửi người khác nhưng mà nó sẽ mình sẽ bị đào thải rất là nhanh cho nên là hãy cân nhắc kỹ xem là à, lý do vì sao mình muốn đổi công việc và lý do vì sao mình chọn cái công việc đó và mình có đi theo nó đến cùng hay không và mình có thật sự đầu tư mọi tâm tư tình cảm kiến thức thời gian dành cho cái công việc đó của mình hay không các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú. Cảm ơn tất cả các bạn đang dành thời gian để lắng nghe nhật ký ban công của Minh Tú và chủ đề lần này là Work Life Balance, là cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần chính nha. Phần cân bằng đó. Đúng rồi, cái yeah. phần này là cái phần mà không chỉ chị và em mà sẽ rất là nhiều người hoặc là sau này chúng ta cũng sẽ bị lại. Cái thời điểm đẹp nhất mà người ta thường nói là từ 20 đến 30, 24 cho đến 30 tuổi là cái khoảng thời gian mà sung mãn nhất lúc đó là mình nhiệt huyết nhất, mình hừng hực nhất. À, thì em nghĩ là cái khoảng thời gian đó, cái điều mà những bạn trẻ nên cần sau khi mà em đã trải nghiệm qua rồi, thì cái điều, cái điều mà các bạn trẻ nên cần và các bạn sẽ nên tập trung là gì? trong cái khoảng thời gian đó các bạn nên biết mình thích cái gì, vẫn là cái câu em nói ngay từ ban đầu. bởi vì là khi mà mình biết mình thích cái gì á, thì mình mới có thể theo đuổi nó mình mới có thể hùng hục và mình mình làm một cái công việc đó và đừng có dễ bỏ cuộc trong cái cái cái, cái khoảng thời gian đó nói chung là tại vì nó cũng rất là rộng chị tú à cho nên là và đôi khi á nếu mà chúng ta cảm thấy là không phù hợp ấy chúng ta nên cũng nên biết buông bỏ cái công việc đó bằng chứng là em thấy nhá rất nhiều người mê diễn viên cắm đầu cắm cổ và làm diễn viên mặc dù xin lỗi nếu mà họ nói ra có thể làm họ buồn là ừ. thực sự họ không có khả năng không một năng khiếu. khiếu nhưng mà nếu chúng ta cứ, cứ cố gắng vào một cái điều mà chúng ta không bao giờ với tới được thì nó cũng rất là khó cơ cho nên là em đoán là ở trong cái khoảng thời gian đấy mình cần một cái sự định hướng rõ ràng và biết được thế mạnh của bản thân mình là gì tuổi trẻ là một cái tuổi mà mình sẽ phải uh, nhiệt huyết hết mình uh, đam mê cháy bỏng nhưng mà mình cũng phải có một cái sự tỉnh táo Tại vì nghe thì 20 đến 30 á, nó rất là dài Nhưng thật sự nó rất là nhanh Nó nhanh lắm Bản thân của chị là một người sống hơi lý trí một chút xíu à, Khi mà chị bắt đầu làm nghề người mẫu á, Thì nói thật cái giai đoạn mà năm 2013 Là chị vừa đoạt giải bạc siêu mẫu Việt Nam xong Thì cái thời điểm đó là đi theo hướng high Fashion Nhưng mà thú thật đó là chị không Giống như em nói không có cái năng khiếu đó Ông trời không có ban cho mình một cái dáng vóc Giống như là high fashion em phải có một cái tỷ lệ cơ thể rất là slim Em phải có đôi mắt nó rất là đanh thép, nó rất là thuần thái Em phải có đôi gò má cao Mà lúc đó những người mà những người đồng nghiệp của chị á Họ rất là mạnh Đó là ví dụ như Trang Khiếu nè, chị Tuyết Lan nè, chị Ti Đi nè Thực sự mà để vô tự nhiên mình thấy mình không high fashion liền em mà cái 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 đó mình không thể thay đổi được ừ. cái đó là cái mà ông trời ông ban cho mình ừ. và chị cũng vất vả đi theo nó cho đến năm 2015 và chị bắt đầu chị tỉnh táo chị nghĩ là thực sự cái cái khu vực đó nó không dành cho mình mình không có những cái yếu tố đó mình không thể nào trở thành người mẫu high fashion được mình không thể nào re, kiểu hot tour được không có có kiểu đó được thì bắt đầu chị sẽ ngồi chị suy nghĩ xem là chị phù hợp với cái gì thế mạnh của chị là gì thì thật sự thế mạnh của chị nó chỉ có một cái thôi à. sexy là cái mà uh, chị có vì những hông to môi dày những cái mà người ta nghĩ nó sẽ là khuyết điểm thì chị cố gắng biến nó thành cái ưu điểm và một cái điểm nhận dạng của chị yeah. tuổi trẻ mình có thể dấn thân mình có thể trải nghiệm mình có thể thất bại nhưng đến một thời điểm mình nên nhìn nhận thật là mình có đủ khả năng để đi theo cái con đường sự nghiệp đó hay không, cái nghề mà mình đang mong muốn hay không. Và cái điểm phù hợp nhất là năm 26 và 27 tuổi, tức là hai hai năm. Hai năm đó là lúc mà nếu như bạn may mắn bạn đã thành công với cái cái sự nghiệp mà bạn chọn rồi thì hãy tiếp tục. Nhưng nếu như ở cái điểm 27 tuổi mà mình vẫn đang kiểu mình làm hoài, mình làm hoài làm hoài mà tại sao mình không thành công, mình chưa có một cái điểm sáng nào hết thì mình nên chậm lại một chút xíu và mình ngồi mình suy nghĩ xem là mình thật sự chọn cái nghề nó phù hợp với mình chưa. Cái đó mình phải ngồi mình viết ra, không có ai nói cho mình biết là cái nghề này phù hợp với mình, mày sẽ làm tốt cái này. Cái này là nó mày sẽ phát triển mày, chỉ có bản thân biết được mình biết được rằng là mình thích nó không mình thích nó là một chuyện nhưng nó có thích ngược lại mình hay không mình có vui vẻ mình có thể phát triển trên cái con đường này hay không đó là chỉ có bản thân mình phải ngồi xuống và mình nhìn nhận nó một cách thực tế nhất bớt bay bổng lại đừng có bao giờ nhìn người khác cái thành công của người khác và nghĩ rằng mình cũng có khả năng như vậy nó rất ít mỗi người trong chúng ta sẽ được ban tặng những cái khả năng riêng và hãy tìm xem cái khả năng và cái điểm mạnh đó của mình là gì và phát huy nó hết sức có thể và chọn ra một cái nghề mà mình yêu nó nhưng nó cũng phải phù hợp với mình. Chính xác. Nó thì nói tóm gọn lại nó như kiểu là cái việc là chúng ta đam mê, chúng ta uh, theo đuổi là tốt, nhưng mà hãy cho mình một cái mốc thời gian đúng không ạ? Uh, đến mốc thời gian bao nhiêu đi, mình có thực sự phù hợp với nó hay không, mình có thành công với nó hay không. Còn nếu không đừng cố chấp đừng bị những cái lời mà, tại vì người ta phải chứng minh cho tất cả mọi người thấy là à, ta đi đường này là đúng không không được cứng đầu như vậy thì chúng ta hãy tự hỏi bản thân mình thật nhiều và mình muốn gì, mình làm gì, à, tương lai mình sẽ muốn trở thành người như thế nào, thời điểm hiện tại mình có phù hợp hay không, những người xung quanh cảm thấy như thế nào khi mình làm công việc đó. Long là một người vừa làm diễn viên nè, yeah. vừa làm nhà sáng tạo nội dung nè, vừa quản lý công ty cá nhân của mình nè, yeah. vừa làm kinh doanh nè. Yeah. Và rất là nhiều Rồi chăm sóc em của em nữa yeah. Rồi còn suy nghĩ ra nội dung cho em của em nữa yeah. Thì có bao giờ Em cảm thấy nó quá nhiều So với khả năng của em không? À, có chứ Nhiều lúc em thấy cũng áp lực lắm chị à, Em áp lực bởi vì là Nó có quá nhiều công việc đến Và em là một cái người mà còn bị cái tính này nữa này Ai rủ kinh doanh làm ăn gì Em cũng cảm thấy hào hứng hết á Ồ à, mà em bị kiểu em bị kiểu em cảm giác như kiểu em có một đầu hai tay thôi mà em như ba đầu sáu tay vậy. Trong xong đến khi mà mọi thứ nó đã chốt xong rồi bắt đầu mình ngồi hối hận chị. Không biết chị tú có bao giờ bị như em không mà em rất hay bị như vậy nha. Có nghĩa là em rất hào hứng cái 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 cái, cái giai đoạn là oh, phải làm phải làm thật nhiều vào nhiều business vào mình bỏ vào tiền vào chỗ này một tí bỏ tiền vào chỗ kia một tí rồi sau này sẽ giờ mình cứ nghĩ đơn giản lắm nhưng mà khi mà em đã đi giải tiền khắp nơi thì năm được năm mất đó <laughs> lúc được lúc thua đó kiểu như vậy cho nên là cái đấy là nó cũng là khuyết điểm của em khuyết điểm của em là luôn hào hứng với tất cả mọi thứ đến với mình mà mình cũng chưa tự hỏi lại bản thân mình là thực sự mình có làm được hay không đó thì những cái mà chị kể ra là những cái em đang làm tốt còn đương nhiên những cái em không làm tốt thì em không dám khoe ra đâu <laughs> kiểu như vậy đó cho nên là em em mới muốn nói là đôi khi những cái gì mà mọi người nhìn thấy á là những cái mà ok em đã làm tốt và nó là thành công của em còn thật ra em cũng thất bại nhiều mà em cũng thua thiệt nhiều em cũng mất trắng nhiều đó cho nên là những cái đó em không show ra thôi cho nên là mọi người hãy nhìn đa chiều một tí có những lúc em cũng sai lầm nhưng mà em đúng hết đâu có một cái sai lầm nào hoặc một cái thất bại nào mà em có thể chia sẻ không thất bại là không biết gì về chứng khoán mà dám bỏ tiền vào chơi đó <laughs> em nghĩ là cái này chắc nhiều người bị lắm này <laughs> đau nhở chị nghĩ là em nhắc tới cái này thì rất là nhiều người đang đau trong uh, hai năm vừa qua nhưng yeah, mà thôi đúng nếu mà không ai vay margin thì mình cứ coi là của hồi môn của con đúng mình nhá nó lại là một cái vòng lặp rồi ba bốn năm sau vô tình mình lại giàu thôi đúng rồi nó có chu kỳ mà Thôi kệ quên tạm quên rồi đi tự nhiên một ngày lại cười phơi phới không thực sự thì nó cũng sẽ là một cái bài học ấy Yeah. tại vì mình mình giống như là những con cù non mình 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 không Ô, tìm mình hiểu mà mình dấn thân mình nghe người này người kia nói mình cứ theo 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 mua 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 on in mua <laughs> đi tuần sau lướt một phát là ra liền nhưng mà chị nghĩ nó là một cái để chúng ta sẽ học được nhiều thứ trong yeah. cuộc sống trong cái sau này để mà muốn đầu tư một cái gì ít nhất mình cũng sẽ biết cái cách vận hành của nó Đúng cái rồi. cơ bản nhất chính của xác. nó chính xác phải biết nha và từ đó em cũng tự cho mình một cái cái bài học trong cuộc sống đó chính là không làm những gì mà mình không biết và không tin ai quá một trăm phần trăm khi mà cái lượng công việc của em nhiều như vậy một ngày em cũng chỉ có 24 tiếng thôi thì em sẽ phân bổ nó như thế nào em sẽ phân bổ luôn lách nhồi nhét nó bằng mọi giá và 24 tiếng nào một ngày có đủ ngủ đủ 8 tiếng không không đủ mấy tiếng 6 tiếng 6 tiếng rồi em có thời gian dành cho bản thân của em không Thật gian... sự dành cho bản thân nha Có nghĩa là cái thời gian đó cho bản thân của mình Không có suy nghĩ về công việc thì Rõ không... ràng là trước đây thì không có Nhưng mà đấy trải qua cái cú sốc đấy rồi Thì đương nhiên là nó sẽ có um, Mà chị có biết không Nhiều người em phải tự cho em là Một ngày em phải có ít nhất 10 phút Ngồi im và không nói gì Đấy là cái tiêu chuẩn em tự đặt cho bản thân em 10 10 phút đấy là 10 phút tĩnh tâm đó chị 10 phút té mỏ đó <laughs> Chứ còn trước là em không bao giờ Em ngừng cái miệng em lại Đấy, hết xuống công ty em la xong em lại tại vì đấy là công việc đấy là ra tiền đó cho nên là cả một ngày thật ra em chỉ có 10 phút thôi đấy ừ. hơi ít thưa chị nhỉ em có bao giờ có một chuyến đi du lịch nhưng em không phải quay chụp <laughs> không phải quay chụp cho kênh nền tảng xã hội của em mà chỉ là quay chụp cho bản thân của mình và thật sự enjoy cái trip đó chưa từ ngày nổi tiếng thì chưa thật khi mà chị tú hỏi đấy nó cũng đụng đến một cái uh, điều gì đó ở trong trái tim của em đấy. Đúng là chưa có một cái lần nào đi du lịch mà em em luôn phải em suy để... nghĩ cái content. À. Oh. Tại vì em nghĩ cái Không, content thật này nha. nó sẽ hot, thật ra nó sẽ ra khi giúp mà em. Một cái kỹ năng nào đó nó bị lặp lại đi lặp lại nhiều thì nó sẽ thành cái bản năng ấy. Và em cảm giác như cái, cái việc đấy nó bây giờ là bản năng của em rồi. Và đúng là kể cả đi với bất cứ ai em luôn bị như vậy và đôi khi là nó không không có một thời gian nào thực sự mình enjoy với với cả cái điều mình làm và chị có tin bây giờ mà đi ăn á mà em phải quay lại em áp lực lắm ai mà bắt em quay thì em cũng áp lực lắm nhưng em vẫn làm vì cho, sao vì vì nó thành một cái bản năng như em nói đấy em cũng không giải thích được nữa em cũng không giải thích được lại tại sao em cứ phải làm như vậy nữa mà thật có khi nha quay đã đời về không dựng bỏ <laughs> chị đang thấy gì nè nó hơi một chút mâu thuẫn nha khi cái chuyện kia của em xảy ra em nghĩ là em sẽ bắt đầu phải em lắng nghe được tiếng lá rơi tiếng chim hót em sẽ muốn tận hưởng những cái uh, điều đơn giản nhất trong cuộc sống nhưng bây giờ sau khi mà em vật dậy em trở lại với công việc và công việc của em rất là tốt thì em có cảm thấy công việc nó đang lấy mất của em một chút gì đó không có chứ có nghĩa là như này này thì lại, cho, lại em lại phải nói thêm một cái vấn đề đấy có nghĩa là Rõ ràng á, khi con người ta rơi vào cái tuyệt vọng như em chị em mình đã chia sẻ từ lúc nãy Thì chúng ta sẽ luôn cảm nhận được những cái điều đó nó rất là rõ Nhưng khi mọi thứ nó quay trở lại bình thường Thì hoàn toàn không thể giữ được cái điều đấy 100% nha Nó cũng giống như việc chị đi học những cái uh, gì nó về liệu trình tâm hồn hay gì đó Thì tại cái thời điểm mà mình học điều đấy mình cảm nhận được rất là rõ Nhưng khi về nó sẽ rụng dần, rơi dần, ừ, rơi, rồi, dần mình, rơi dần, rơi dần Mình, những mình cái sẽ điều rất khó duy trì Mình sẽ rất khó duy trì và rõ ràng là mình muốn được duy trì được nó Mình phải luyện tập cái điều đó hàng ngày và rõ ràng ở đây thì em tự nhận là bản thân em là một cái người thiếu cái sự luyện tập đó và uh, rõ ràng là bản thân em em vẫn luôn nghĩ đến những cái điều đó và em muốn sống tích cực hơn em muốn này kia nhưng mà em cố gắng biến tất cả những cái điều mà em cho rằng nó là bản năng đấy nó thành cái sự vui vẻ của mình em em enjoy được trong cái, cái điều đó ví dụ như là nãy em có kể chị là em đi đâu em cũng quay đôi lúc thì em cảm thấy là nó hơi áp lực chút xíu nhưng đôi lúc thì em cảm thấy là đấy cũng là những cái điều mà em thích ừ. nó cũng thành một cái sở thích của mình nó cũng thành một phần của cuộc sống mình cho nên là mình mình làm như thế một phần là cũng cho bản thân mình nữa chứ không phải chỉ đơn giản là chỉ để phục vụ cho công việc không em có một ngày nào đó thật sự là nghỉ không giống như người ta đi làm văn phòng người ta sẽ được nghỉ thứ bảy hoặc chủ nhật là một ngày thật sự người ta nghỉ người ta không làm gì hết ừ. thì em có một cái ngày nào đó không có chứ nghĩ là bản thân em vẫn dành cho em những cái ngày như thế tuy nhiên thì nó chưa quá nhiều nữa. không chị không nghĩ đó chị không nghĩ là em sẽ có một ngày nghỉ 100% thế nào là em cũng sẽ có check mail em cũng sẽ bị uh, <laughs> uh, deadline gì hoặc là em chị nghĩ em là một người mà cái đầu em không có ngưng được á nó sẽ luôn chạy 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 như thế này nè nếu ngưng thì nó sẽ có cái tình huống như này xảy ra này đó chính là em phải dành sẽ dành một khoảng thời gian dài hẳn luôn ví dụ như đợt tết vừa rồi là em chơi một nguyên một tháng riêng luôn á không làm ăn gì nhưng chị thấy em vẫn có content trên Tiktok. Nhưng mà đấy, content đấy là content bởi vì em làm với sự yêu thích của mình. Ừ. Chứ không phải là bị áp lực bởi bởi deadline hoặc à, là công bởi việc. những hợp đồng quảng cáo. Ừ. Bằng chứng là chị thấy Tết em không áp một clip quảng cáo nào hết. Ừ. Mà nó đều là một cái sự kiểu em muốn ghi lại hình cô em và em đó. Thì tất cả những cái đấy nếu mà mọi người xem mọi người sẽ thấy nó rất là tự nhiên. À, rất là dễ thương. Nó là tự nhiên chứ không phải là em không ép cô em diễn được. Vì cô ừ. em không phải diễn viên. Thì mọi thứ nó đến rất là tự nhiên và em chỉ cần có một cái, cái 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 đứa em ở nhà và nó suốt ngày nó quay cho hai cô cháu đấy thôi Chứ ừ. em cũng không có chủ định gì cả và khi mà em xem lại những thước phim đó thì em chỉ cần ghép lại nó với nhau thôi Chứ em hoàn toàn em không voice ừ. đó thì đó là cách em tận hưởng đôi khi nó không phải là như mọi người là nằm uống một tách cà phê chill chiêu mà cái cách em tận hưởng cuộc sống đó chính là em được làm những cái việc em yêu thích ừ đó chính ừ, là đúng. được quay video với tất cả những cái người của em và quan trọng là mình giải nghĩa nó theo cách tích cực hay tiêu cực thôi, mình giải nghĩa cái việc đó là công việc hay là cái sự yêu thích của mình thôi. Và em giải nghĩa nó như thế. Còn khi mà đã lao vào công việc là em cũng bị như chị tú nói đó, đó là không có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Nhưng mà khi đã nghỉ là nghỉ nguyên tháng luôn không nghỉ theo ngày. Khi em ngủ, em có thật sự ngủ ngon, không? ngủ sâu không? Hay là em chỉ đang ngủ để em có năng lượng cho ngày mai em đi làm? Thôi nhiều lúc em cảm thấy chị như kiểu thầy bói. Ấy. <laughs> không thật Kiểu như là những cái câu hỏi của chị đó đều rất là Cái điều mà em chăn trở ấy Đúng là cái giấc ngủ em nó không có sâu Thậm chí là nếu hôm sau có việc phải đi làm sớm Là em ngủ không nổi luôn á chị Tú Nó kiểu vậy ấy Mới cứ bị ngày mai, mai sẽ như thế nào Nghĩa là việc chị hôm nay chưa xong em nghĩ về ngày mai rồi Đó là lý do tại sao từ đầu em chia sẻ với chị em Là một cái người nghĩ đến tận cùng của vấn đề là vì thế đấy ừ. à, Đó là lý do mà em có một cái Bạn quản lý cực kỳ là Ok, có nghĩa là em hy vọng là à, em không được biết trước những điều gì em làm đó. Còn ừ. em biết trước là em cứ nghĩ hoài kiểu như vậy cho nên là giấc ngủ của em thì đúng như chị nói em ngủ không ngon lắm đâu ngủ cũng em vừa ngủ nhưng mà đầu em vẫn chạy đúng không đúng. thật sự mà tại có sao mà mình... thật ra mọi người sẽ có một cái cách riêng mà tại sao chị biết những cái này tại vì bản thân của chị cũng trải qua chị <laughs> là một người nghĩ rất là nhiều chị sống người ta hay nói là sống hôm nay lo ngày hôm nay thôi đừng lo nhiều chị không sống vậy được tại vì từ nhỏ chị sinh ra chị sống hôm nay chị phải lo bữa cơm của cả tuần sau rồi cho nên nó từ từ nhỏ đi theo mình cái cách tư duy suy nghĩ và vận hành cuộc sống của mình là như vậy chị cảm thấy là chị ngủ chỉ để là mai chị có năng lượng chị làm thôi để để, để mà không bị buồn ngủ thôi chứ chị cũng không biết ngủ ngon là như thế nào có đôi lúc chị cảm thấy chị ăn á nó như một con robot chị chỉ ăn để nó vô nó th... Hoạt động thành năng lượng chứ chị cũng không có cảm thấy là cái miếng thịt đến nó ngon hay là nó có thực sự mặn nó thực sự mềm như là mấy cái quay người ta chia sẻ về cách ăn uống này nọ nhưng mà em phải nên bắt đầu tập từ từ nhé cái này thì nó nó không phải ngày một ngày hai đâu em phải tập từ từ là giống như chị nói từ ban đầu á không bao giờ là mình đủ hết cho nên đến một lúc mà mình bắt đầu mình cảm thấy mình ổn định về mặt kinh tế rồi. Ổn định ở đây là mình đã có thể lo cho những người mình quan tâm, những người mình thân yêu, mình đã có thể mua những món mình thích, mình đã dự bị sẵn một số khoản tiền để những cái điều nó không may mắn xảy ra đến với mình thì bắt đầu chị nghĩ là em cho em 2 năm nữa đi, bắt đầu 30 tuổi là cái tuổi em phải bắt đầu học buông bỏ từ từ. Những cái buông bỏ nó từ cái đơn giản nhất những cái mà nó không cần thiết nhất ví dụ như những cái việc nó nhỏ nhất em em sẽ là người cầu toàn em sẽ là người thích hay gì người ta đã làm cái đó rồi nhưng em cũng thích nhìn vô coi người ta làm sao à. em nhúng tay nhúng tay vô nhưng có những cái nó quá đơn giản thì em nên bỏ bớt tại vì lúc nào chúng ta phát triển chúng ta cũng sẽ cần một nhiều cộng sự để hỗ trợ cho chúng ta chúng ta muốn đi xa thì phải đi cùng với nhau nên khi đã có sự hỗ trợ rồi em phải cắt bớt những cái những cái lo lắng nó nó không không đáng của mình em tin là có thể sau ngày hôm nay nó cũng ảnh hưởng đến tâm hồn của em một phần nào đấy đấy nó cũng sẽ làm cho em hiểu ra được là mình nên sống có giá trị hơn là mình phải để ý đến thằng long chun này nhiều hơn mình phải quan sát tâm hồn của mình nhiều hơn một chút xíu hiện tại mình đúng như chị nói đó em vẫn đang bị đi theo những cái mà xã hội luôn có những cái khung như vậy mình cũng hy vọng là mình như thế, bởi vì khi mà mình không đạt được cái khung đó, mình cảm thấy mình không an tâm. Nhưng mà rõ ràng là cái sự an tâm là nó nó do mình lựa chọn mà. Để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, thì em có những cái gạch đầu dòng nào hoặc là những cái chia sẻ nào để dành cho tất cả các bạn không? Để mà cân bằng giữa công việc và cuộc sống thì uh, em nghĩ là chúng ta nên chia cái uh, lộ trình của chúng ta ra làm nhiều giai đoạn. Ví dụ như là giai đoạn đầu tiên thì chúng ta phải như chị nói đó, chúng ta sẽ tập trung vào một cho đến hai thứ để làm nó thật tốt. Và khi á, hai cái, cái thứ đó chúng ta đã làm tốt rồi, chúng ta có đầy đủ cơ sở và khả năng để mong những cái điều tốt đẹp hơn và mong những cái giá trị lớn hơn đến với chúng ta ở chặng sau. Chúng ta không nên cùng một lúc làm quá nhiều thứ, không nên một lúc đòi hỏi quá nhiều mà chúng ta hãy biết là chúng ta mạnh cái gì chúng ta hãy phát triển nó một cách toàn diện sau đó sẽ dần 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 từng bước ở trong cái chặng đường từ 20 tuổi cho đến 30 tuổi. Chứ còn tham lam nhiều quá nhiều thứ thì nó như cái nồi lẩu thập cẩm vậy. À, sau tất cả thì em luôn muốn là tất cả các cái bạn trẻ ấy đều nên có những cái trải nghiệm của riêng mình và đừng có sợ thất bại, đừng có sợ mà bị vấp ngã hay là bị bị một cái điều gì đấy là để bị tai tiếng bởi vì em tin chắc rằng chắc chắn là những cái người thành công ở thời điểm hiện tại á thì họ đều phải thất bại vài lần và nếu mà các bạn cứ sợ những cái điều thất bại nó đến với mình và chúng ta cứ không dám làm việc này, không dám làm việc kia thì chúng ta sẽ không đo được xem là bản thân mình ấy mình làm việc đấy có tốt hay là không. Cũng giống như cái việc vừa nãy chị Tú nói thì cũng 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 thế. Cho nên là hãy cứ dũng cảm lên, hãy cứ đi đi, đi đi ngã ở đâu thì mình đứng lên ở đấy. Còn uh, nếu mà không ngã thì là tốt thôi đúng không chị? Còn nếu mà đương nhiên là mọi thứ nó đến với mình thì mình hãy đón nhận nó một cái cách tích cực nhất. Và mình tìm xem là bản thân mình ấy, có những cái lỗi sai nào trong cái chặng hành trình mình đi Mình nhìn vào cái lỗi sai đó thì mình biết là tương lai mình phải làm gì Chị nghĩ là nên ngã ít nhất một vài lần Và ngã càng sớm thì mình sẽ càng vẫn chãi hơn sau này à, Các bạn thân mến, có một câu mà Minh Tú nghĩ là nó khá là hay Minh Tú lụm lạc được ở trên mạng đó là Tuổi trẻ là cái thời điểm mà chúng ta nên giàu có Và cũng nên là cái thời điểm mà chúng ta nên sống vất vả một chút xíu tiền á mà mình sống vất vả thì hậu vận mình sẽ tốt cho nên là hãy chọn sống vất vả ở tiền thời trẻ đi để cuối trẻ già già trung niên chút xíu mình sẽ ổn định mình sẽ vẫn trải hơn ở tuổi trẻ là cái tuổi mà mình nên dấn thân mình nên trải nghiệm mình nên liều lĩnh một chút xíu mình đừng có sợ nhưng mà mình cũng cần một cái sự tỉnh táo một cái giác quan mình đừng có bị cuốn theo cái guồng quay cuộc đời và đừng có vì những cái áp lực thành công của những người khác mà bắt buộc mình phải đi theo con đường đó cuộc sống mà nó có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nó có nhiều màu sắc lắm và mỗi một người sẽ có những cái gọi là những cái bài toán riêng cho cuộc đời của mình. Đừng bao giờ dùng cái bài toán mà người ta giải trong cái cuộc đời người ta mà mang vô giải cuộc đời của mình, tại vì phương trình của mình khác. Cái mã số, những cái XY của mình cũng hoàn toàn khác cho nên hãy cố gắng trong cái khả năng của mình làm hết sức những gì mà mình có thể để mình có một cái tuổi thanh xuân nó thật là đẹp. Thành công của tuổi trẻ là mình đã trải qua hết cái cung bậc cảm xúc chưa? Ừ. Mình té chưa, mình đứng lên chưa, mình biết đau chưa, giống uh, mình đầu tư chưa, mình thất bại chưa, mình học ra được những cái gì là cái quan trọng nhất. Quan trọng nhất là cái thời điểm mình đứng lên, mình nhìn và mình cảm thấy là mình đã học được cái gì từ cái cái thất bại đó để mà mình giữ nó Mình làm những cái bí quyết sau này Sau này trong cuộc sống mình đối diện những cái thử thách khác Cảm ơn chị rất là nhiều ấy, Bởi vì thật sự những cái lời chị nói Về cái thước đo của sự thành công á Nó không phải là một cái nhà, nó không phải là một cái xe Thực sự bản thân em á Em cũng gần 30 tuổi rồi Nhưng mà um, đến bây giờ mình mới có cái một cái cách nhìn nhận rõ ràng sau khi mà em nói chuyện với chị xong em tin là tất cả các bạn trẻ sau khi mà xem xong cái số podcast này đâu đó các bạn cũng sẽ tìm được những cái lối đi cho mình và bạn ấy cũng sẽ định hình được về thước đo của sự thành công ngay bản thân em lúc này em cũng nghĩ sự thành công đó là cái nhà cái building cái ô tô cái cái xe cái đồ hiệu cái gì đó nhưng mà rõ ràng nó một cái câu rất hay đó chính là người thành công là người trải qua tất cả những cái công bực cảm xúc thì em mới thấy là ở bản thân mình cũng khá thành công rồi đấy mà mình vẫn đâu đó mới cứ đi tìm kiếm cái sự thành công ở đâu nó xa vời quá nó là cái nhà chưa có cái xe chưa có thì thực sự cảm ơn chị đã nhận ra cho em biết là ở mình cũng là một người thành công chị nói long một cái này nha. khi mà chị ngồi đây với em á cái thành công của em trong mắt của chị á nó là gì biết không yeah. là em lo được cho long bé đi học ở một cái trường rất là tốt Em nuôi đứa em đó của em Em biết được rằng là em sẽ phải mạnh mẽ Để mà em cho em em một cái nền tảng về giáo dục nó tốt Để sau này em của em có thể đứng vững trên cái hành trang của nó Đó là cái thành công của em Mà chưa chắc người khác làm được Những người họ mua được căn nhà Nhưng mà chưa chắc họ làm được điều đó giống như em Cho nên là thành công nó không phải dựa trên vật chất Mà hãy nghĩ đi Đầu tư vào một con người là một cái điều nó rất là vĩ đại như em giúp một người sau này người kia thành công người đó sẽ giúp được 10 người và 10 người kia sẽ giúp được 100 người đó là cái giá trị mà em mang đến ừ. em tin là khi mà người ta nhận thức được rõ ràng về cái thước đo của sự thành công như chị Minh Tú vừa nói ấy, thì cũng sẽ dễ dàng để cân bằng hơn giữa công việc và cuộc sống đấy bởi vì là khi mà chúng ta nhận thức được là những cái cung bậc cảm xúc đấy thì chúng ta cũng không phải hàng ngày hàng đêm cào cấu rồi tóc móc mắt để mà cố gắng làm những cái điều đó một cách nhanh 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 hơn nữa mà đi từ từ lại để tận hưởng nó một chút đúng nhưng mà chắc chắn thì chúng tôi cũng sẽ mua nhà sớm thôi <laughs> tại vì phải cần nhà để ở không ở thuê nữa nhưng mà mình sẽ phải từ từ vẫn trải mình ổn định mọi thứ khi mà mình cảm thấy nó cần thiết và mình đủ đầy để mình mua cái đó cho bản thân của mình chỉ đừng bị vội quá các bạn ạ à. Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để theo dõi Nhật ký ban công và hy vọng rằng là những câu chuyện và những cái góc nhìn của Long Chun như là của Minh Tú có thể mang đến cho các bạn những cái thông điệp, những cái năng lượng tích cực đâu đó để chúng ta có thể tìm ra giữa cái việc mà chúng ta nên chọn là tuổi trẻ thì mình nên dấn thân hay là mình nên sống an nhàn hay là mình nên sống tận hưởng. Thật ra nó không có một cái quy chuẩn nào hết. Chúng tôi cũng không thể nào đưa cho các bạn những cái biện pháp hay là cái cách của chúng tôi là đúng mà nó đúng hay không dựa trên cái cuộc sống, hoàn cảnh của mỗi người. Chúng ta sẽ có những cái hoàn cảnh sinh ra khác nhau nè ờ, nơi chúng ta lớn lên nó khác nhau tư duy của chúng ta khác nhau cái cách suy nghĩ về vạn vật của chúng ta khác Khác nhau. Cho nên hãy tìm tòi ra những cái cách, những cái phương pháp nào để chúng ta có thể cân bằng được uh, cuộc sống của mình, công việc của mình và sức khỏe tinh thần của mình các bạn nhé Cảm ơn Long Chun rất là nhiều để dành thời gian để mà tham gia cái nhật ký ban công này của chị Thì uh, thật sự chị cũng biết là lịch trình của em rất là bận Nhưng mà Long Chun là tham gia với Minh Tú là khi mà Minh Tú gọi là Long Chun đồng ý ngay không chị biết là sao không bởi vì chị cũng là một trong số những người mà em hàng ngày em tụng em em niệm á em <laughs> niệm em mà em, em đã kể em ai, lượng em vũ trụ à? mà. Dạ. em là giỏi cái đó lắm dạ. và khi mà minh tú suy nghĩ về cái cái chủ đề này á, thì cái nhân vật đầu tiên mà minh tú nghĩ tới đó là long Chun tại vì uh, theo dõi bạn này một cái hành trình dài và những cái điều mà bạn mang đến tất nhiên là trong cái hành trình của bạn sẽ có những cái lúc mà bạn tuổi trẻ bạn có những cái Bắp ngã những cái uh, sự cố nó vô tình xảy ra mà bạn cũng không mong muốn nhưng bạn đón nhận cái điều đó nó rất là nhẹ nhàng một cái tâm thế lúc nào cũng cầu tiến để phát triển bản thân của mình và một điều mà minh tú cảm thấy rất là đáng quý ở long chuông và tôn phạm đó là khi các bạn truyền tải những cái thông điệp trên nền tảng mạng xã hội của các bạn không chỉ hài hước mà các bạn lại rất là văn minh À, cảm ơn chị Minh Tú cảm ơn nhật ký ban công vì ngày hôm nay đã mời Long đến đây và ngoài cái việc là được đến đây để chia sẻ cho tất cả các bạn những cái góc nhìn trong cuộc sống của mình ra thì ngày hôm nay Long cũng cũng học được rất là nhiều điều thực sự bản thân mình phải nhìn nhận lại à, về cái tư duy và tất cả những cái cách mà mình đang sống làm sao để mình có thể cân bằng được uh, cuộc sống và cân bằng được công việc của mình nhiều hơn chị chúc cho Long á, là sẽ có thật là nhiều sức khỏe sớm sẽ có một cái chuyến du lịch với một mình cũng được với người mà mình thương yêu nhất cũng được mà thật sự là tận hưởng yeah. tận hưởng từ mọi thứ nhỏ nhất đơn giản nhất trong cái chuyến du lịch đó cảm ơn chị Minh Tú nhiều cái buổi nói chuyện ngày hôm nay đấy mới nhận ra là đấy mình lại quên hết tất cả những cái gì mà mình cảm nhận cái lúc mà mình bị bệnh rồi ờ, mình chỉ lúc đấy là mình mình cảm nhận thôi và sau đó khi mọi thứ lại lại quên mất thì em sẽ cố gắng nhắc nhở bản thân em hàng ngày và chắc chắn tương lai sẽ có một buổi du lịch nào đó à, gần gần nha phải gần nha không có để xa được đó thì để em có thể tận hưởng tất cả những cái điều như chị nói để em xem giá trị cuộc sống này nó thay đổi như thế nào yeah yeah